Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Thống Nhất ngày xưa và cũng là đường Lê Duẩn ngày nay. Thì sẵn tiện hôm nay em chở Nị và bạn đồng nhỏ đi siêu thị Vincom, rồi thấy cái đường đại lộ Thống Nhất, đường Lê Duẩn này hôm nay trang trí chuẩn bị đón Tết, cũng thấy sắc màu lung linh. Sẵn đây em cũng gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn cập nhật vài hình ảnh ở Sài Gòn trong những ngày cuối năm này. Và đây là cuối đường Lê Duẩn giao với Nguyễn Bỉnh Khiêm, và trước mặt chúng ta đó là cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sở thú gần với khu vực Thị Nghè ha. Và chúng ta nhìn bên đây thì có một cái showroom xe BMW Đức, rất là đẹp. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về Dinh Độc Lập, Dinh Norodom. Và bên cánh phải chúng ta là một cái trung tâm tiệc cưới Hoàng Long. Ở đây có chiếc máy bay nè. Ở bên trong tối quá mình nhìn thấy không rõ ha. Ở bên kia là đài truyền hình HTV. Khu vực này là khu vực trung tâm của Sài Gòn, với những cái sắc màu lung linh khi mà có những mùa lễ hội. Nhưng mà hôm nay, năm nay Giáng sinh rồi Tết Tây rồi Tết Ta đến gần với nhau, nên thành ra cái việc trang trí cũng rút gọn lại, gom lại cho đỡ tốn. Và đến hôm nay mới trang trí nè. Hôm nay là chủ đề Tết. Và con đường này trang trí đèn LED, được nhãn hàng, được thương hiệu Techcombank, với lại Techcombank thôi. Techcombank làm những cái trang trí này nè. Rồi hồi nữa mình sẽ đi một vòng con đường Công Lý, cũng là Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày xưa đó, để xem ở đó trang trí như thế nào nữa ha. Thường thì mỗi năm những con đường này là một trong những con đường chủ đạo cho cái việc trang trí này nè. Đó, mình đi tới một tí nữa thì có siêu thị Diamond, một trong những siêu thị rất là đẹp ở khu vực nhà thờ Đức Bà này, và là cũng một trong những siêu thị mà trang trí đầu tiên cho những cái chủ đề lễ hội. Hôm bữa thì Noel, hôm nay thì chuẩn bị Tết âm lịch. Và Sài Gòn hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2020, chỉ vài tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang một năm mới nữa, đón một cái Tết nữa, đó là Tết âm lịch. Ở Việt Nam thì Tết âm lịch là cái Tết lớn nhất, còn so với nước ngoài thì có Noel và Tết Tây. Tết âm lịch năm nay rơi vào khoảng ngày 30 tháng 1, tức là ngày mùng 1 âm lịch ở dưới đó. Bây giờ ở dưới là ngày 8, ngày 9 vậy đó. Khoảng chừng ngày 15 mới là chúng ta sẽ thấy nhộn nhịp ở các con đường, các ngõ hẻm, các ngôi chợ, các khu vực buôn bán. Đáng lý ra hôm nay chúng ta sẽ đi bộ, nhưng mà định đi một vòng Sài Gòn
nhưng mà đi bộ thì sẽ mất rất nhiều thời gian, mình sẽ đi không hết. Tại vì những con đường về đêm thì chúng ta chỉ nhìn những ánh đèn thôi, nhìn những lung linh của sắc màu của ánh đèn thôi. Nên là mình sẽ đi một vòng dạo mát chút xíu nữa để xem cái khu vực nào mà đông vui tấp nập, chúng ta sẽ đi bộ tiếp. Rồi xong cái đi rước đồng với nị về luôn. Bây giờ lớn là làm biến đi siêu thị để nị với bạn đồng đi thôi, còn chúng ta sẽ đi một vòng Sài Gòn ha. Mình đến đây là giao lộ Hai Bà Trưng với lại Lê Duẩn nè. Nếu mình quẹo phải thì sẽ đi về chợ Tân Định đó, chợ Tân Định, rồi công viên Lê Văn Tám, cũng là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ngày xưa. Và chúng ta đi tới một tí thì chỗ này là siêu thị Diamond với rực rỡ sắc màu màu vàng, rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta dừng lại một tí nha. Đây trang trí đẹp ghê chưa. Phải nói là ở đây trang trí rất là hoành tráng. Cũng không đông lắm, bởi vì chưa tới ngày đông. Ngày mai cuối tuần sẽ đông hơn. Ở đây chúng ta thấy có một cái bác làm nghề chụp hình nè. Bác ngồi mặc áo đen trắng nè, hơi tối anh thấy không rõ. Bây giờ thì chụp hình nó trở nên một cái gì đó nó hơi xưa rồi. Bây giờ ai cũng có smartphone hết rồi, nên thành ra cũng ít có nhu cầu chụp hình. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng bên mặt kia ha, rồi mình sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh ở bên cái con đường Công Lý. Mặt bên đây thì không có trang trí nhiều, chỉ có trang trí cái mặt tiền lớn thôi. Mặt tiền bên đường Duy Tân, đường Phạm Ngọc Thạch thì không có trang trí. Chúng ta thấy ở đây là công viên 30 tháng 4. Và đi tới tí đó là Dinh Độc Lập, Dinh Norodom. Và chúng ta nhìn bên cánh trái đó là nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ thì hiện đang làm lại hay đang sửa chữa, chưa có xong. Mình nhìn lại một lần nữa ha, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi một vòng. Cái mặt tiền nè, mặt tiền lớn đường Lê Duẩn. Rồi chúng ta đi thôi.
Bây giờ Sài Gòn bắt đầu trang trí khắp mọi nơi để chào đón các anh chị và các bạn đã đến với Sài Gòn này. Chuẩn bị hay là chào đón các anh chị chuẩn bị đến với Sài Gòn và chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới, năm 2020. Ở đây là đường Duy Tân này. Chuẩn bị bông mai nè. Vài bữa nữa sẽ có phố Hồng Đồ. Ở đây mới làm sơ sơ thôi chứ chưa có rất nhiều. Cô bán bánh chưng bánh giò. Tiếng rào nghe rất là đậm chất Việt Nam luôn. Không biết ở nước ngoài thì cô chú anh chị và bạn có nghe những tiếng rao này không? Nếu mà ngày xưa các anh chị đã từng ở Sài Gòn và chúng ta cũng có nghe tiếng rao thế này thì bây giờ chúng ta chắc có lẽ sẽ rất là nhớ Sài Gòn đây. Không biết đã bao lâu rồi các anh chị chưa về với Sài Gòn. Và chúng ta đang có mặt ở đây là Bùng Binh, công trường quốc tế Hồ Con Rùa. Ở đây buổi tối rất là nhiều người ngồi ở cái khu vực Hồ Con Rùa để uống cà phê. Ngày nay thì không còn con rùa ở trên nóc nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục chạy trở về đường Duy Tân, cũng là đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay. Rồi mình sẽ quẹo qua đường Alexander Road rồi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa ha, để mình xem cái sắc màu bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa như thế nào. Và thẳng hướng này là mình sẽ đi về nhà thờ Đức Bà nè, đi về Vincom, Nguyễn Huệ. Và Sài Gòn hôm nay cũng rất là mát. Mình sẽ quẹo phải nha. Em chạy riết rồi chắc anh chị cũng rành đường ở khu vực Sài Gòn luôn á. Đi vòng. Mỗi con đường thì nó có chuyên, một cái chuyên. Như hôm qua chúng ta đi đi thập thì con đường đó chuyên những quán nhậu, quán ăn, rồi những cái cửa hàng bán đồ trang trí nội thất, quán karaoke. Thì con đường Nam Khởi Nghĩa này cũng là một trong những con đường đẹp ở Sài Gòn. Và chúng ta đang chạy trên đường Alexander Road. Khu này hơi tối nha. Chỗ này thì không có đèn đỏ nên chúng ta chạy từ từ. Cô này tối thui luôn à. Tại chỗ này thì không có nhà hay cơ quan gì hết nên thật ra không có đèn, hay là do đèn hư chắc do nguồn điện đã tháo dỡ để chuẩn bị cho cái sự kiện sắp tới nè. Đó, con đường đẹp chưa nè. Đây là trước mặt cái Dinh Độc Lập. Chúng ta sẽ qua đường nha. Ở Việt Nam thì xe máy chạy bên phải, xe hơi chạy bên trái.
không màu tím, năm nay tím vàng. Wow, đèn sáng rực. Không biết các anh chị bạn thấy rõ hay không á, do là đèn chói quá nên thành ra camera có thể nó bị cháy sáng. Và nhìn bên cánh trái là quán quán ngon nè, đó, nhà hàng quán ngon ở đây cũng trang trí rất là đẹp. Một trong những điểm mà những du khách về Sài Gòn không thể bỏ qua đó, đó là nhà hàng quán ngon. Và chúng ta tiếp tục đi một đoạn nữa, nhưng mà có lẽ do ánh sáng chói quá nên mình nhìn thấy không rõ chi tiết của cái hoa văn này. Vàng tím, vàng tím. Sẽ cấp cứu. Nghe tiếng xe này rất là não nề. Nhất là ở khu bệnh viện Chợ Rẫy đó, chúng ta nghe tiếng xe này liên tục luôn đó. Từ thập phương đổ về, ở đâu có ca nào nặng nan y là đều lên Chợ Rẫy hết. Bảo là tiếp tục ha, đây là giao lộ Lý Tự Trọng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đó, nguyên con đường này rất là đẹp nè. Cái khúc này có cái dốc rất là cao. Theo lời chia sẻ của chú anh chị thì khu vực nhà thờ Đức Bà là nơi cao nhất của Sài Gòn, nơi vị trí đẹp, đẹp nhất và cũng là nơi cao nhất, nên các hướng đều thấp hơn cái vị trí nhà thờ Đức Bà hết ha. Ở đây mình thả dốc xuống. Rồi một số hình ảnh ở vòng vòng con đường Lê Duẩn, nhà thờ Đức Bà, Đại Minh Plaza, hồ Con Rùa, con đường Công Lý, Nam Khởi Nghĩa ngày nay, chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn trong những ngày cuối năm như thế này, ngày giáp Tết âm lịch. Chúng ta vừa ăn Tết Tây xong thì bây giờ chuẩn bị tới Tết Ta nè. Và đây là Sài Gòn Que, bán rất nhiều quần áo. Giá thì rất là rẻ, giá bình dân đó. Cái quần jean thì khoảng qua mình đi siêu thị ở chợ Lao Động khoảng 100.000 thì ở đây 200-300. Cái quần jean đó, quần no name đó, không có hiệu hết, mặc qua mùa. Nói chung là tiền nào của nấy ha. Và video đến đây chắc em xin tạm dừng. Cảm ơn của chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.
Rồi, chúng ta đang ở đây là đường Hàm Nghi nè. Rồi, mình sẽ quẹo phải thôi. Rồi, chúng ta sẽ gặp nhau trong video sau nha.